Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi dành cho các khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy ạ. Chị có thể định nghĩa một cách bao quát nhất về rối loạn tiêu hóa ở trẻ, cũng như là phân định cho các khán giả cũng như là chúng tôi hiểu kỹ hơn rằng là rối loạn tiêu hóa ở trẻ thì nó khác gì nhiều so với người lớn hay không? Vâng ạ, rối loạn tiêu hóa là một cái từ mà chúng ta rất hay gặp, và chúng ta thấy rằng là bất cứ là người lớn hay trẻ em cũng đã từng trải qua rối loạn tiêu hóa. Vậy thực chất là rối loạn tiêu hóa là cái gì? Thì chúng ta cũng biết là cái hệ thống tiêu hóa chúng ta cứ hiểu một cái nôm na ấy, nó từ miệng này qua chỗ ăn uống, qua thực quản, rồi qua dạ dày, qua ruột, ruột già, ruột non, ruột già, rồi đến đào thải phân ra ngoài. Thì cái quá trình thế nào gọi là rối loạn tiêu hóa? Thì người ta định nghĩa là rối loạn tiêu hóa là quá trình mà cái thức ăn mình ăn vào nó di chuyển sang dọc cái đường tiêu hóa đấy để giúp cơ thể hấp thu được thức ăn đó, và cái phần mà không hấp thu được ấy nó đang đào thải ra ngoài. Bình thường nó có cái nhu động ruột, nó đi rất là từ từ như thế. Tuy nhiên là trong quá trình đó thì nó có bất thường, cái cơ của nó là cơ vòng ở trong cái vùng đường tiêu hóa đó, nó co thắt bất thường, làm cho mình có những phản xạ nó hơi đau bụng một chút, và nó làm cái bất thường về cái quá trình của chúng tôi là đại tiện. Thì đấy, chúng ta hiểu đấy là rối loạn tiêu hóa. Và như chúng ta cũng đã biết là cái rối loạn tiêu hóa thì thường nó liên quan đến nhiều chế độ ăn uống, rất là đấy đường tiêu hóa. Và ở trẻ em và người lớn thì đều có thể bị. Tuy nhiên là cái triệu chứng lâm sàng đấy nó cũng na ná giống nhau, tức là cũng chủ yếu là đau bụng này, rồi những triệu chứng như là đầy hơi này, rồi là lúc thì táo bón, lúc thì đi ngoài phân sống, nó thay đổi. Tức là nó không phải hoàn toàn ỉa lỏng, nó cũng không phải hoàn toàn táo bón, nhưng cái dao động nó có thay đổi. Và tuy nhiên chúng ta thấy là cái rối loạn tiêu hóa nó triệu chứng thì có vẻ giống nhau, nhưng thứ nhất là cái hậu quả lên trẻ em và người lớn nó khác nhau. Cái thứ hai là nhóm nguyên nhân nó cũng khác nhau. Nếu như trẻ em, chúng ta cứ hiểu là nó một đứa trẻ đang phát triển, nó có nhu cầu dinh dưỡng không những để cho nó tồn tại mà nó để nó phát triển lớn lên nữa. Thế nếu như mà nó bị hấp thu không tốt nhưng mà nó lại bị để kéo dài, thì sẽ cái hậu quả đứa trẻ sẽ còi cọc này, chậm lớn này, lúc nào nó cũng không thoải mái, lúc nào nó cũng đau lâm dâm không thoải mái. Ngược lại người lớn thì nó làm cho ảnh hưởng, không tập trung, lúc nào mình thấy hơi khó chịu, chất lượng cuộc sống nó cũng thuyên giảm, ví dụ như thế. Và chúng ta cũng thấy là nếu mà rối loạn tiêu hóa ở người lớn thì nó do rất nhiều nguyên nhân. Tôi nói ví dụ như là không phải chỉ ăn uống đơn thuần, do một số người bị trầm cảm, stress, do cuộc sống ấy, nó cũng gây rối loạn tiêu hóa. Cho nên là cùng một biểu hiện nhưng nó rất nhiều nguyên nhân khác nhau và cách xử trí hoàn toàn khác nhau. Vâng, xin cảm ơn chị.